Hello anh em, chào mừng anh em đến với chim cảnh quận 10. Hiện tại đây là còn 3 em đất nha. 3 em này rất là đẹp cho anh em. 3 em này em tuyển cho khách nha. Mà khách nói là hôm nay giao nên em mới để lại hôm nay mới giao. Đó, trong đó có em này nè. Bản đầu rất là to luôn anh em, cánh trắng rất là nhiều nha. Đó. Em thấy bản đầu không? Bản đầu rất là đẹp nha. Rất là to nha, cánh trắng rất là nhiều nha. Hiện tại thì ba em này là rất là khỏe mạnh nha anh em. Thì em chuẩn bị giao cho khách là em hết đất luôn nha anh em. Thì em nghe nói là đất nó hết rồi thì em với Long mới cố gắng là đi gom nha anh em. Thì đi gom mấy ngày nay cũng gom rất là khó ha anh em. Đất, giá đất lại lên rất là cao nha. Gom rất là khó. Thì em gom được một ít thôi anh em. Đây. Em đã gom được 31 em nha. Đó. Thì 31 em này là 31 em tuyển từng con nha. Nói chung là cũng không còn đẹp lắm nha em. Thì em sẽ ra từng con. Ra xong hết rồi em sẽ quay clip cho anh em coi nha. Anh em đón xem clip em nha. Em mới ra thử một em nha anh em. Thì chim hôm nay rất là đẹp luôn nè. Đó. Chim kỳ này cuối mùa màu rất là đẹp nha anh em. Đó, em này đầu bi nè. Cuối mùa mà được em này là rất là hiếm nha anh em. Đó. Đó. Cuối mùa mà được còn những em này là rất là hiếm nha. Em này là bản đuôi to nè. Đó. Lông rất là ôm nha. Mặt rất là đẹp luôn. Thì em ra thử một con đó, lần con đầu tiên đó. Đó, em này quá đẹp luôn em. Đó, thì hy vọng là những em sao đẹp như em này nha. Rồi anh em đón xem chim em nha. Em thích nhất này nè anh em. Bây giờ em ra em này em thứ hai nè. Đó, em thứ hai này nè, còn đút ăn nha anh em. Đó, khá đẹp anh em ha. Cánh trắng rất là to nè. Đó. Rồi, cái dọc kỳ này lô này về được chim đẹp để phục vụ cho anh em nha. Rồi anh em nấu xem tiếp nha anh em. Thứ ba nè anh em. Em thứ ba này thì rất là bóng lông nha, bạn đuôi rất là to luôn nè. Đó. Chân rất là cao cầu nha. Cánh trắng không to như hai em kia nha. Đó, nhưng mà rất là cao cầu nha. Đó, rất là lanh lẹ nha anh em. Đuôi đánh liên tục nha. Bản đuôi rất đẹp nè. Rồi, thôi để không mất thời gian anh em thì em sẽ ra một lượt luôn rồi quay lại từng em cho anh em coi nha. Rồi, ok anh em. Em mới ra một em này nè anh em. Em này nó bay rất là lẹ nha. Em mới chụp lại được. Đó, con này là bay tốt luôn anh em, nên em cắt cánh luôn nha anh em. Màu lông của nó rất là lạ nha anh em. Đó. Mặt rất là dữ nha. Cao cầu. Màu lông nó màu vàng nha anh em, vàng rất là nhiều nha. Rất là lanh chim. Đó. Em này là trong lô đất tuyển nha anh em. Đó. Em này thì 350 nha anh em. Đó, quá đẹp luôn nha. Đầu bi cổ thắt luôn nha, chân cao luôn nha anh em. Em này cũng quá bự con luôn nha. Bự con chứ không nhỏ con nha anh em. Rồi ok anh em. Nè cũng chung là một lô tuyển luôn nha anh em mà. Con này nó vàng nhưng mà con này chỗ rất là đen nha. Đó. Em này nó chỗ đen rất là nhiều rồi nha. Đó. Tướng thì rất là cao cầu luôn nha anh em. Nhưng vẫn còn đang đút nha anh em, đang tập mổ thôi nha anh em. Và anh em rất là thuần, rất là dễ nha. Rồi ok. Rồi anh em, cái con này thì nó rất là nhỏ nha anh em. Hình như là chưa lên cầu luôn á, nhưng mà cánh trắng nó rất là to nha. Đó. Đó anh em thấy không? Nó nhỏ thôi nhưng mà cánh trắng rất to nha. Rồi ok nè. Rồi hello anh em nha. Thì sau khi em lên clip sau khi em ra chim hết á thì em có là 31 em nha anh em. Đây. Những em này thì đa số là chưa lên cầu nha. Còn nhỏ nha anh em. Chuẩn bị lên cầu thôi. Đó. Đó, trong đây có em này rất đẹp luôn nè. Đó. Đó, em này rất là cao cầu luôn nè. Đó, thì những em này là chuẩn bị lên cầu hết rồi nha anh em. Đó, thì em có bên đây nữa nè. Đó, bên đây thì đa số còn nhỏ anh em, chưa cắt cánh luôn, nhỏ quá nên em không có cắt cánh. Có em thì mới lên cầu, có em vẫn còn nằm mổ nha.
thì cái này loại này thì anh em thuần rất là dễ nha, anh em về anh em chăm thời gian nữa quấn chủ lên anh em rất là thuần nha. Đó. Đó, em này rất là mỏng lông nha, đó cao cầu luôn nè, đó anh em thấy đứa con nhỏ mà rất là cao cầu nha. Đó, đó như em này nè, em này nhỏ nhưng mà chỗ rất là đen nha. Đó thì chim đợt này về khá đẹp nha anh em. Giá thì vẫn lên nhưng mà anh em cứ yên tâm, em bán cho anh em giá vẫn như cũ nha, 200 ngàn một bé nha anh em. Đó, 200 ngàn một bé nha. Rồi, thì đây có một mớ em lên cầu rồi nha anh em. Đó, mớ em lên cầu rất là đẹp nha. Đó, đa số chim là rất là đẹp nha, tuyển kỹ từng em một nha anh em. Xin lỗi anh em nha, thì lý do nãy em đang quay á, thì bên trường học nó dặn nhạc ồn quá là vì bản quyền á, nên em không thể quay được nha. Thì bây giờ em lên tiếp tục cho anh em nha. Thì em có về được 12 em đất tuyển nha anh em. Đất này đang tập mổ nha anh em. Thì bên mối của em ra báo là đang mổ nha anh em, tập cám rồi nha. Thì loại này thì anh em về anh em rơi rất là lẹ nha. Đó, như em này nè nha anh em, tướng rất là đẹp nha, rất là cao cầu nha. Đó thì đa số là đúc, có thể là có con đúc có con không đúc nha anh em. Đó như em này nè, em này nó chỗ đen rất là nhiều rồi nè. Đó đó, có mấy em chỗ đen rất là nhiều nha. Đó do như em này nữa nè anh em. Bây giờ lỗi anh em nha, tại vì nó nhảy ra ngoài nên em bắt lại á nên nó hơi cực. Đó thì em này nè anh em, em này chỗ rất là đen rồi nha anh em, chỗ rất đẹp rồi nha, em này về là chỗ rất lẹ nha. Đó đó thì đây là em có hai chuồng nha, đây là chuồng thứ nhất nha, đây là chuồng thứ hai nè anh em. Đó thì đất tuyển thì em bán cho anh em giá là 350 nha, vẫn bán giá 350 nha anh em. Đó đất tuyển nè, đó đó em này rất là tỉnh chim nè. Đó em để gần mà nó không nhảy không gì hết nha anh em. Đó em này thì anh em về anh em thuần rất là dễ nha. Đó thì đây thì một lòng em có 6 em nha anh em. Đó cũng như em này nè, em này là đang đĩa lông rất là tỉnh chim nha. Đó thì em mới cho ăn uống xong no nê hết rồi thì đã hỏi em sẽ tắm, tắm thì em sẽ đem vô mát, thì em nào đi gió thì em báo cho anh em nha, anh em muốn bắt con này đi gió thì báo em bắt đi gió luôn nha. Rồi rồi, cảm ơn em nha, xin chào anh em. Rồi hôm nay em lên riêng lẻ một em đất mùa nha anh em, đất này là 4 mùa nha, đất này em mới vừa xong lông, chim rất là đẹp nha anh em. Hiện đang ăn cám Hiển Phúc Khánh nha anh em, thì Hiển Phúc Khánh số 1 thôi nha, chưa có lửa nha, nhưng mà họng đã đen rồi nha anh em, thì giọng hót rất là hay nha anh em, giọng rất là đanh và rất là lớn nha. Thì chim cũng rất là dạng nha anh em, tắm táp ăn uống ok nha anh em. Thì chim của bên em bán cái chim mồi đó là đa số là chim đã tắm táp ăn uống khỏe mạnh rồi em mới bán cho khách nha anh em, thì anh em cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Đó thì hiện đó là em nó đang ăn Hiển Phúc Khánh số 1, thì em này em để cho anh em giá là 1.900.000 nha. Dạ 1.900.000. Đó thì em này đó là hót giọng rất là to nha anh em. Đó thì tương lai là em này hót trắng giá đuôi nha anh em, có đuôi nha anh em. Đó hiện tại thì chưa có lửa nên chưa ra bộ nha anh em. Anh em về chăm nắng xiết nắng mồi tươi vô khoảng một tuần là anh em chơi tốt liền nha anh em. Đó, thì chim em đem bán bao anh em hết là tật lỗi nha, móng mỏ hay ăn uống tắm táp ok hết thì mới bán nha anh em. Bên em thì bán chim thì anh em cứ yên tâm về vấn đề đó, em bao cho anh em hết. Chim hót giọng rất là hay nha. Thì hiện tại là nó đang còn lông cũ nha anh em, chưa có khô lông nha, nó khô lông thì sẽ hót tốt nha. Rồi cảm ơn anh em, xin chào anh em.